Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách tính chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới. Hiện tại thì giá vàng trong nước và giá vàng trên thế giới thì có sự chênh lệch khá là lớn. Thì trước hết thì chúng ta sẽ cần tìm hiểu một vài cái thông tin cơ bản để cho nó phù hợp với cái cách gọi ở trên thế giới và ở Việt Nam. Thì ở trên thế giới thì thường gọi một ao vàng. Đấy, thì một ao vàng thì sẽ bằng 0,83 lượng vàng. Hay mà chúng ta hay gọi là một cây vàng, một lượng vàng sẽ bằng một cây vàng. Thì dân gian chúng ta hay gọi là tên là cây vàng. Và một cây vàng thì bằng bao nhiêu? Bằng 10 chỉ ạ. Đó. Bằng 10 chỉ vàng. Để cho anh chị và các bạn dễ hình dung nhé, thì chúng ta sẽ nắm được các cái thông số cơ bản như thế này để thực hiện là quy đổi. Bây giờ giá hiện tại thì chúng ta sẽ làm như thế nào để kiểm tra như thế nào? Thì giá một ao vàng sẽ bằng 1.861,5 đô la. Thì chúng ta xem ở đâu? Thứ nhất là chúng ta xem ở trên cái website là sgc.com.vn sược giá vàng này. Thì đây chính là giá mua vào 1.861,5 đô. Hoặc là chúng ta có thể vào trang TradingView này. Đó. Đấy, bây giờ thì ở trên TradingView thì nó đang là 1.861,95 này. Đó. Thì nó khá là cập nhật ở đây ạ. Chúng ta thử refresh lại. Đây, 1.861,6 rồi. Ok nhá. Như vậy là mọi người sẽ xem cái giá của một ao vàng mua vào thì sẽ vào trang sgc.com.vn sực giá vàng để xem, hoặc là trang TradingView nhé. Thứ hai là bây giờ chúng ta xem cái giá của một cây vàng là được bao nhiêu. Thế thì giá một cây vàng thì chúng ta chỉ cần lấy cái giá một ao vàng này đấy, chúng ta chia cho 0,83 là chúng ta sẽ ra được giá của một lượng vàng đấy theo đô la bây giờ là bao nhiêu. Thì nó sẽ là 2.242,77 đô, và cái tỷ giá đô la trên Việt Nam đồng là bây giờ là bao nhiêu để chúng ta quy đổi ra Việt Nam đồng, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể vào cái trang tỷ giá của ngân hàng nhà nước này. Đó, chúng ta có thể thấy này, đây SBV này .gov.vn, đây là chính thức của ngân hàng nhà nước. Và cái tỷ giá bây giờ 1 đô la Mỹ sẽ bằng 23.152 Việt Nam đồng. Tôi đã lấy xem bên này, đây anh chị thấy không? Như vậy thì giá một lượng vàng thế giới hay một cây vàng sẽ bằng 51.924.636 Việt Nam đồng. Đó. Và cái giá vàng trong nước thì chúng ta sẽ xem như thế nào, đúng không ạ? Thế thì có hai cái trang mà anh chị có thể xem, đó chính là trang sgc.com.vn sược giá vàng. Thì tôi lấy cái giá mua vào đây là 56.550.000 đồng, đúng không ạ? Hoặc là anh chị có thể vào cái trang Doji nhá. Đấy, trang Doji này. Đấy. Thì trang Doji sẽ là gì? Giá vàng.doji.vn cũng là 56.550.000. Thì bình thường ấy thì anh chị có thể mua vàng thì anh chị có thể là vào cái trang igold.doji.vn này, nó cũng có giá vàng mua vào luôn cho các anh chị rất là dễ. Và tôi có làm một cái video hướng dẫn cho các anh chị và các bạn thực hiện là mua vàng ở trên cái trang igold này, rất là tiện, thì anh chị có thể xem ở trên cái thẻ nhá. Tôi sẽ để một cái video nó đính kèm đấy thì anh chị có thể xem để có thể mua online, không cần phải đến quầy giao dịch của Doji đâu. Mua rất là thuận tiện, mà đây là vàng thật và anh chị có thể là đến Doji để lấy nhá. Đây chúng ta sẽ xem lại giá vàng. Nó nhảy liên tục ạ. Nhảy liên tục anh chị ạ. Đây, chúng ta sẽ lấy là cái giá vàng trong nước sẽ là 56 triệu 550 ngàn, đúng không? Như lúc nãy là 550 ngàn. Chúng ta xem lại này. Đây, 56.550, đúng không ạ? Và tôi sẽ lấy cái giá vàng trong nước là 56.550, tôi trừ đi giá vàng thế giới là 51 triệu 924.636 đồng, và tôi ra một cái mức giá chênh lệch giữa giá trong nước và giá thế giới là 4 triệu 625.364 đồng. Đây là giá chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá thế giới. Và tại sao lại có giá chênh lệch như vậy, đúng không ạ? Tại sao
lại có giá chênh lệch vàng giữa giá trong nước và giá thế giới như vậy. Đấy, câu trả lời đơn giản, do tỷ giá USD trên Việt Nam đồng đang tăng, nhu cầu tích trữ vàng ở trong nước thì cao hơn so với cái lượng cung đó, thì cái giá nó cũng sẽ tăng hơn, đúng không ạ? Như vậy là tôi vừa mới trình bày với anh chị cái cách tính giá vàng chênh lệch giữa trong nước và trên thế giới có một sự chênh lệch khá là lớn và các cái lý do mà có sự chênh lệch như vậy. Hy vọng rằng sẽ giải tỏa được một số những cái thắc mắc của các anh chị và các bạn về cách tính giá vàng trong nước và trên thế giới. Tôi còn rất nhiều các video về vàng ở trên chuyên mục là đầu tư vàng từ A đến Z, rất là chi tiết để anh chị và các bạn tham khảo. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi cái video mà tôi chia sẻ để lan tỏa tới cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở các cái video sau.